Chào anh em nha anh em ơi. Buổi chiều thả trôi gần ghe của 37 Đông nha anh em, 92237. 37 Đông ở Đời Duy. Đó, phía sau có ghe thu mua của 37 Đông luôn anh em. Mấy anh em thấy xem thử ghe 37 Đông có đẹp không nha anh em. Tầm 23 mét anh em ơi. Đây mình quay cảnh buổi tối, anh em đang lấy đá lên để bảo quản cá đó anh em. Mấy anh em ở trên tàu cá của mình thì tiến hành lấy đá lên rồi sau đó bảo quản cá để đem vô trong bờ bán. Thì đá của mình đó, thì bỏ vô trong bao rồi chất xuống hầm anh em đó, chất xuống hầm rồi anh em xuống dưới hầm lấy xe ben rồi cày đá đưa lên. Nói chung là công việc nó cũng gọi là nặng đó anh em. Đó, mấy cái hầm đá này là mấy cái hầm đá cũng lâu ngày rồi cho nên là lấy đá lên rất là khó. Đó, mình quay một cái góc nhỏ buổi tối của anh em bảo quản cá cho quý anh chị xem. Ở đây có mấy cái bịch rau củ quả, các cái đồ nấu ở trên ghe đó. Một lần mua theo 4-5-6 bịch vậy đó. Sử dụng 4-5 ngày thì mua thêm nữa. Này bây giờ anh em lấy xong mấy hầm đá để tiến hành muối tầm 7-8 tấn cá. Rồi anh em ra sau nghỉ ngơi uống nước trà chờ cho ghe bên lưới họ làm việc xong rồi bắt đầu ghe mình lại lấy cá để vô bờ bán nha anh em. Thì cái sinh hoạt của anh em trên biển là nó như vậy, cảnh lao động của anh em mình quay lại toàn bộ cho mọi người xem. Anh Năm quay cảnh anh Năm muối cá xong rồi, bây giờ anh em đang tiến hành chạy vô bờ. Thì anh Năm tắm bằng nước mặn trước rồi ra sau tắm lại nước ngọt đó. Ở trước có cái dồi nước mặn đó. Dồi nước đó là để cho mấy anh em lúc muối cá chúng ta xịt vô trong hầm. Bởi vì bên mình muối là muối rộng, muối rộng nước anh em, chứ không phải muối khô. Còn ở đằng trước thì anh Tý đang sau khi làm xong cá, bảo quản cá xong rồi thì anh Tý ảnh lấy một ít rau củ ra ở đằng sau anh em tiến hành nấu ăn. Anh em ăn xong vô trong bờ bán cá 7-8 tấn cá thì bán cũng phải tầm nửa ngày nha anh em. Tầm 5-6 tiếng đồng hồ mới xong. Sau đó anh em lấy đá lại, lấy dầu, lấy nước, mọi cái nhu yếu phẩm cần trên ghe rồi anh em mới đi ra lại để mua cá tiếp. Đó, bây giờ ghe mình đang chạy vào bờ nè anh em. Đó, mấy anh em ra sau người Năm này đang chờ tắm, còn Hôn thì nó đang giặt đồ. Thì bây giờ là khoảng 5 giờ sáng rồi anh em. Đó, mặt trời đang sắp hé rồi đó. Sau một đêm làm việc trên biển, bây giờ anh em là người thì nấu ăn, người thì tắm rửa giặt giũ. Bên trong thì mấy anh em đang bắt một ấm nước trà với nấu xôn cái ồ kho mặn. À, anh chị em nào khoái món cá ồ kho mặn thì xem anh em mình nấu thử có ngon không nha. À,
mình ra sau mình cũng tắm rửa sinh hoạt tí xíu. Ở đằng trước thì anh Nam mình tới ảnh lái cho mình một chút, chạy vô bờ đó, phè thuốc đỏ lửa luôn á. Trời hần hần sáng rồi anh em. Ở ngoài khơi thì còn mấy cái đốm đèn nó còn đang trong để làm lưới anh em. Mấy chiếc tàu cá mà họ đánh lưới sâu bây giờ họ vẫn còn đang kéo lưới. Còn anh em mình thì bây giờ vô bờ bán cá thôi. Anh Tý đang chăm sóc cái son cá ồ cho bài bản. Đó, quay cảnh rạng đông cho anh em xem. Ở biển thì thích nhất cái cảnh này anh em. Làm mệt mỏi cả đêm mà sáng nhìn rạng đông, mặt trời sắp lên rất là đẹp. Quá tuyệt vời luôn. Nướng một vài cái bánh tráng nữa xíu nữa anh em ăn. Quay cảnh bờ nè anh em. Đó, núi nó còn mờ mờ ở đằng trước á. Nói chung anh em mình chạy còn rất là xa nữa mới tới bờ được. Hòn nó tắm nó giặt giũ từ nãy giờ mà chưa xong luôn. Đây anh em. À, bây giờ là son cá ồ của anh em là nấu nó chín rồi. Anh Tý anh tiến hành ảnh sắc dưa leo. Rồi sau đó anh em ăn bánh tráng. Cá ồ cuốn bánh tráng là hết sảy nha anh em. Xin mời anh em nha, ăn sáng lúc 5 giờ sáng, 5 giờ rưỡi sáng nha anh em ơi. Nhìn son cá ồ thấy thèm không anh em? Tí vườn hoang rực rỡ là lấy ra khoảng tầm 5-6 con cá ồ. Mà tầm này thì anh em ăn có người ăn con, có người ăn hai con, tầm này vừa thôi chứ cá ồ bữa nay con nó cũng lớn con. Mình thì mình ăn cá hơi yếu cho nên là ăn tầm con à. Ở đằng trước thì anh Năm nếu mà anh ăn sâu thì anh ra anh ăn sâu. Còn nếu anh ăn một lượt thì anh em cuốn đem tới đằng trước cho ảnh, cuốn cho ảnh hoài cuốn chứ bởi vì anh Năm thì ảnh nhai hơi lâu. Đó, bánh tráng thì anh Năm là ăn rất là chậm so với anh em à, bởi vì già kẻ rồi anh em ơi. Anh Năm mà lớn tuổi năm nay là năm mấy rồi cho nên là hàng răng của anh Năm là nó không có còn mà cứng cáp như mà anh em trẻ trung ở sau này nữa. Đó, lại là cái gia vị cũ anh em đâm một cái tô gia vị rồi sau đó ăn kèm với nước tương. Nhìn thấy đẻ không anh em? Xin mời anh em nha, mời anh em ăn bánh tráng cá ồ bánh tráng. Đó, cá ồ tươi nấu lên có gan cá lòng là ăn nó béo ngậy luôn anh em. Đó, mình gấp cái bộ lòng của con cá ồ cho anh em xem. Ăn vô một miếng là ngậm ngay ở trong miệng luôn anh em. Xin mời anh em nha. Bây giờ anh em tiến hành ăn bánh tráng thôi. Thank you.
thiệt mà 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 thiệt mà